Chào mừng quý vị quay trở lại với channel OVBiz. Việc kiện cáo từ trước đến nay không quá xa lạ tại Việt Nam. Tuy nhiên có những vụ mà người bị kiện là lãnh đạo cấp cao Việt Nam. Để biết đây là những vụ kiện nào và người bị kiện là ai, xin mời quý vị đón xem. Những vụ kiện quan chức cấp cao nổi tiếng nhất Việt Nam. 1. Cù Huy Hà Vũ kiện Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng. Cù Huy Hà Vũ quê ở xã Ân Phú, huyện Phú Quảng, tỉnh Hà Tĩnh, được nhiều người biết đến là con trai của thi sĩ Huy Cận và là con nuôi của nhà thơ Xuân Diệu. Ông có bằng thạc sĩ văn trường của Pháp, bằng tiến sĩ luật tại Đại học Sorbonne và đồng thời cũng là một họa sĩ. Tuy nhiên, người ta biết đến Cù Huy Hà Vũ nhiều hơn ở phương diện là cha đẻ của nhiều vụ kiện được đánh giá là khuấy động dư luận. Không ít vụ kiện của tiến sĩ này đã khiến nhiều người phải lắc đầu ngán ngẩm, trong đó có cả vụ kiện Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng vào năm 2009. Ngày 11 tháng 6 năm 2009, ông Cù Huy Hà Vũ gửi đơn kiện trước quyết định cho phép Trung Quốc khai thác quạng bauxit ở Tây Nguyên Việt Nam do Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng ký. Tiến sĩ Hà Vũ cho rằng dự án này đã vi phạm pháp luật Việt Nam, trong đó có luật bảo vệ môi trường, luật bảo vệ di sản văn hóa, luật quốc phòng và luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Tuy nhiên, ngày 19 tháng 6 năm 2009, Chánh án Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội có quyết định không xem xét giải quyết đơn khởi kiện này của ông Cù Huy Hà Vũ. Nguyên nhân vì tòa án không có căn cứ pháp lý để thụ lý và giải quyết đơn khởi kiện này. Thứ hai, quy định số 167/2007/QĐ-TTg ngày 1 tháng 11 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt được ban hành hoàn toàn đúng với thẩm quyền, trình tự, thủ tục quy định của pháp luật Việt Nam. Thứ ba, quy hoạch thăm dò khai thác chế biến bauxit là chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước. Ngay sau này khi bị bắt, thì theo Trung tướng Hoàng Công Tử, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục An ninh 2, Thủ trưởng Cơ quan An ninh Điều tra Bộ Công an cho biết, ông Cù Huy Hà Vũ có hành vi quan hệ với các đối tượng trong nước có tư tưởng chống đối nhà nước, các thế lực thù địch chống đối Việt Nam ở nước ngoài. Theo Cơ quan An ninh Điều tra, ông Cù Huy Hà Vũ đã thực hiện hơn 20 cuộc trả lời phỏng vấn có nội dung chống nhà nước với các đối tượng đài báo của các đối tượng phản động chống Việt Nam ở nước ngoài và truyền tải các tài liệu do ông Vũ làm ra để các lực lượng này sử dụng trong việc chống phá nhà nước Việt Nam. Một hành vi vi phạm khác của ông Cù Huy Hà Vũ theo Trung tướng Hoàng Công Tử là làm ra các tài liệu đưa thông tin thất thiệt, bịa đặt, xuyên tạc sự lãnh đạo và quản lý của nhà nước, chính phủ, gây hoang mang trong nhân dân, kích động cổ suý hô hào chống nhà nước, vu khống xúc phạm danh dự các vị lãnh đạo Đảng, Nhà nước và chính quyền. Cụ thể, đó là các tài liệu đường sắt cao tốc Bắc Nam, dự án tham nhũng, đơn khởi kiện Thủ tướng Chính phủ về hành vi ban hành nghị định cấm công dân khiếu nại tập thể trái hiến pháp và pháp luật 14 tháng 9 năm 2010. Đơn khởi kiện Thủ tướng do đã ban hành trái pháp luật quy định số 167/2007/QĐ-TTg phê duyệt phân vùng khai thác chế biến sử dụng quặng bauxit giai đoạn 2007-2015, 11 tháng 9 năm 2009. Văn phòng Chính phủ từ cố ý làm trái pháp luật đến trắng trợn xuyên tạc sự thật. Thanh tra Chính phủ quy định không xử lý đơn khiếu nại tố cáo có chữ ký nhiều người là trái hiến pháp và pháp luật. Đơn tố cáo Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận Hà Đông 16 tháng 9 năm 2010. Đơn tố cáo khẩn cấp về việc chính quyền phường Điện Biên Phủ đập phá trái pháp luật tường rào, vân vân. 2. Doanh nhân Đặng Thị Hoàng Yến kiện cựu Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng. Một lần nữa, nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng lại bị kiện. Đó là vào năm 2009, dù lúc này ông đã về hưu. Cụ thể, vào năm 2009, cựu đại biểu Quốc hội Việt Nam, doanh nhân Đặng Thị Hoàng Yến vừa công bố việc kiện đích danh cựu Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng ra tòa trọng tài đòi bồi thường 2,5 tỷ đô la. Bà Đặng Thị Hoàng Yến trong giấy tờ khởi kiện là tiến sĩ Maya Dangelas, là công dân Mỹ từ năm 2005, hiện sống tại Hoa Kỳ, thuê 4 công ty luật đại diện để kiện ông Nguyễn Tấn Dũng với cáo buộc của nguyên đơn là hồi còn giữ chức thủ tướng, ông đã hủy bỏ bất hợp pháp thỏa thuận xây dựng, sở hữu và vận hành dự án nhiệt điện Kiên Lương, tỉnh Kiên Giang, Việt Nam. Vẫn theo thông báo vụ kiện, do 4 công ty luật đại diện cho bà Đặng Thị Hoàng Yến có trụ sở tại Washington DC, Houston, Texas và Paris, ký ngày 4 tháng 9, rồi công bố với báo chí Hoa Kỳ. Ông Nguyễn Tấn Dũng khi làm thủ tướng vào năm 2007, ký thỏa thuận đồng ý lập dự án đầu tư cho một khu công nghiệp, nhà máy điện đô thị và cảng sâu ở quận Kiên Lương với công ty đầu tư Tân Tạo, một công ty chị em với công ty năng lượng Tân Tạo. Năm 2016, 9 năm sau khi thực hiện hợp đồng, ông Nguyễn Tấn Dũng ủy quyền cho hủy bỏ dự án, vi phạm trực tiếp nhiều ủy quyền và thỏa thuận đầu tư giữa chính phủ với công ty năng lượng Tân Tạo, phía nguyên đơn nói. Câu hỏi được đặt ra là vai trò của chính phủ Việt Nam đến đâu trong vụ việc này, nhất là khi các quyết định ở hệ thống chính trị thường mang tính tập thể. Thỏa thuận bị hủy bỏ,
Hơn nữa, thỏa thuận ký giữa công ty năng lượng Tân Tạo và chính phủ Việt Nam được ông Dũng thể hiện phát sinh từ thu hồi vốn đầu tư của Nguyên Đơn vào dự án tại Việt Nam, theo thông báo vụ kiện. Trả lời câu hỏi tại sao Nguyên Đơn chỉ kiện cá nhân ông Dũng chứ không kiện chính phủ Việt Nam, luật sư Tony Busby giải thích, các Nguyên Đơn nhắm vào cựu Thủ tướng Dũng vừa trong vai trò là cơ quan nhà nước, vừa với tư cách cá nhân ông. Cựu Thủ tướng có thể chọn cách bảo vệ cá nhân mình trước tòa trọng tài hay tìm cách nấp sau nhà nước mà thời ấy ông là Thủ tướng. Tuy nhiên, đến nay thì vụ kiện vẫn không được tiến hành. 3. Dũng lò vôi, kiện Chủ tịch tỉnh Bình Dương. Từ cuối năm 2013, dư luận xôn xao về vụ việc ông Dũng lò vôi, tên thật là Huỳnh Huy Dũng, Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đại Nam, thành phố Thủ Dầu Một, Bình Dương, làm đơn tố cáo Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương lên Thủ tướng và Tổng Thanh tra Chính phủ. Nội dung trong đơn cũng như những thông tin phản ánh với báo chí được ông Huỳnh Huy Dũng cho rằng, ông Lê Thanh Cùng, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương đã làm trái pháp luật khi không phê duyệt quy hoạch chi tiết 1/500 khu đất ở rộng khoảng 61,5 ha trong khu công nghiệp Sóng Thần 3, ký văn bản không cho chủ đầu tư chuyển nhượng quyền sử dụng đất khu đất này, đồng thời trần trừ không phê duyệt và cũng không trả lời cho việc điều chỉnh quy hoạch chi tiết khu công nghiệp Sóng Thần 3, từ đó dẫn đến việc chậm trễ trong việc phê duyệt quy hoạch suốt 7 năm, khiến dự án bị đình trệ. Sau một thời gian dài tranh cãi đến thời điểm này, vụ việc vẫn chưa đi đến hồi kết. Ngay khi khơi mào vụ việc, ông Huy Dũng đã có những phát ngôn gây sốc nhằm thể hiện quan điểm của mình. Ngay trong đơn tố cáo ông Lê Thanh Cung, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương với nội dung xin hãy làm đúng lương tâm và trách nhiệm được giao, không nên tìm mọi cách gây phiền hà cho doanh nghiệp làm ăn chân chính. Đừng vì lợi ích cá nhân và nhóm lợi ích mình đang sở hữu đặt lên trên lợi ích chung. Khi trả lời báo chí, ông cũng khẳng định, tôi chính thức tố cáo ông Lê Thanh Cung đến cơ quan có thẩm quyền cao nhất về các hành vi dùng quyền hành để áp chế chế tài các nhà đầu tư vì mục đích phục vụ nhóm lợi ích thao túng suốt nhiều năm nay đối với dự án khu liên hợp công nghiệp dịch vụ đô thị Bình Dương. Cũng theo ông này, cho biết nguyên nhân ông phải viết đơn tố cáo là do tuy không muốn mua lô đất này, nhưng vì cứu nguy cho tỉnh có tiền trả nợ cho Bộ Tài chính hơn 1.000 tỷ đồng, nên ông phải mua. Với diện tích 533,84 ha, ông đã lập dự án kinh doanh khu công nghiệp Sóng Thần 3. Trong 533 ha, có diện tích đất dịch vụ và đất ở 61 ha, đã hoàn thành các nghĩa vụ tài chính và được cấp sổ đỏ, phân lô bán cho cán bộ công nhân viên Đại Nam. Thời điểm này, công ty ông có hơn 2.000 nhân viên đang làm việc. Số đông họ đều ở nhà thuê vì họ từ nơi khác đến. Họ làm việc với mức lương cao nhất là 12 triệu đồng một tháng, thấp nhất là 3 triệu đồng một tháng, nên ông Dũng giải quyết cho nhân viên bằng cách góp vốn chia nền để sau này làm nhà ở với giá thành từ 1 triệu 030.000 đến 1 triệu 600.000 đồng một mét vuông, tùy theo vị trí. Và khi ông Lê Thanh Cung về làm phó chủ tịch, các công việc liên quan đến khu du lịch Đại Nam Văn Hiến cho đến các dự án khác đều được quan tâm đặc biệt. Bằng chứng là văn bản số 3184/UBND-KTTH ngày 21 tháng 10 năm 2009 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Dương, trong đó có câu không cho phép chuyển nhượng khu đất ở trong khu công nghiệp dưới bất cứ hình thức nào, được đóng dấu và ký tên Lê Thanh Cung, Phó Chủ tịch Thường trực. Tuy nhiên, theo kết luận của Thanh tra Chính phủ, khu đất ở nói trên vẫn thuộc dự án khu công nghiệp với mục đích chính là xây nhà ở cho lao động, nên thời hạn sử dụng vẫn phải theo thời hạn chung của dự án khu công nghiệp là 50 năm. Vào tháng 7 năm 2008, Bình Dương đã có quyết định cho phép thay đổi thời hạn sử dụng khu đất ở nói trên thành lâu dài. Sau đó, Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh đã cấp hàng chục sổ đỏ cho công ty Cổ phần Đại Nam. Từ đây, công ty này đã thực hiện góp vốn đầu tư với nhiều cá nhân và xin tách khu công nghiệp Sóng Thần 3 thành hai dự án khu công nghiệp và khu đô thị. Việc này lại không được Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Dương phê duyệt, không cho phép chuyển nhượng, nên đã phát sinh tố cáo của ông Huỳnh Huy Dũng đối với Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Dương Lê Thanh Cung. Trả lời báo chí ngày 13 tháng 9 năm 2014, ông Huỳnh Huy Dũng cho biết nếu Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Dương muốn thu hồi đất thì cần thanh toán bồi thường theo thời giá tại thời điểm thu hồi do nhà nước quy định. Theo ông Dũng, với khu đất hơn 61 ha, số tiền sẽ khoảng 1.800 tỷ đồng, theo giá 3 triệu đồng một mét vuông. Đối với những hộ dân cá nhân đã có góp vốn vào khu công nghiệp Sóng Thần 3, nếu đất bị thu hồi, tôi cam kết đền bù thiệt hại thỏa đáng, đồng thời xin lỗi họ do sự cố ngoài ý muốn. Tôi không muốn người dân thiệt thòi một đồng nào, ông Dũng nhấn mạnh. Được biết, ông cũng dùng số tiền này để đi làm từ thiện, mổ tim cho các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn. Vì số tiền 1.800 tỷ đồng là rất lớn cho việc cứu người. Mỗi trái tim, mỗi sinh mạng các cháu chỉ cần 50 triệu đồng đến 70 triệu đồng, cao nhất 200 triệu đồng là có thể cứu sống một trẻ em nghèo bệnh tật. Đó là mơ ước mà vợ chồng tôi tha thiết thực hiện.
Từ ngày 8 tháng 9 đến ngày 28 tháng 10 năm 2014, tỉnh Bình Dương đã ban hành tới 12 văn bản gửi tới công ty cổ phần Đại Nam liên quan tới việc thu hồi quyền sử dụng 61,5 ha đất ở công ty. Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương khẳng định không hề thu hồi đất khu công nghiệp Sóng Thần 3 mà chỉ thu hồi sổ đỏ cấp sai. Còn ông Dũng nói thực chất đó là quyết định thu hồi đất và yêu cầu Bình Dương đền 1.800 tỷ đồng. 4. Người dân kiện chủ tịch tỉnh Quảng Nam. Theo đơn khởi kiện của ông Hoàng Thế Việt sinh năm 1980, trú thôn Xuân Ngọc, xã Tam Anh Nam, huyện Núi Thành, Quảng Nam, ngày 31 tháng 12 năm 2010, Ủy ban nhân dân huyện Núi Thành cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sổ đỏ với diện tích 25.491 m2 tại thôn Xuân Ngọc 2, xã Tam Anh Nam, loại đất rừng sản xuất cho cha mẹ ông là Hoàng Hải Phong và bà Võ Thị Liễu là không đúng nguồn gốc sử dụng đất, không đúng trình tự thủ tục. Ông Hoàng Thế Việt cho rằng, trên diện tích được cấp sổ đỏ có nguồn gốc từ việc khai hoang của cha mẹ ông từ năm 1975 đến 1979 để làm ruộng lúa nước khoảng 1.700 m2, trồng hoa màu và cây hàng năm khoảng 1.532 m2, cây lâu năm khoảng 7.762 m2, đào ao nuôi cá khoảng 1.021 m2 và nhà trại với tổng diện tích khoảng 12.488 m2, phần đất ở dưới thấp. Ngoài ra, một phần diện tích của thửa đất khoảng 13.357 m2, phần đất ở trên đồi là đất được khai hoang lại theo chủ trương xây dựng kinh tế mới của nhà nước vào năm 1989 của cha mẹ ông Việt. Mảnh đất này liền kề với mảnh đất 12.488 m2 nêu trên. Do đó, ông Hoàng Thế Việt yêu cầu Tòa án Nhân dân tỉnh Quảng Nam hủy công văn của Ủy ban Nhân dân huyện Núi Thành về việc có ý kiến đối với nội dung đề nghị thẩm tra giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp, hủy quyết định của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Núi Thành về việc giải quyết khiếu nại lần đầu của ông Việt, hủy quyết định của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Nam về việc giải quyết khiếu nại của ông Việt lần hai. Ngoài ra, ông Hoàng Thế Việt còn yêu cầu tòa án buộc Ủy ban Nhân dân huyện Núi Thành thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số BH595616 ngày 31 tháng 12 năm 2010 cấp cho ông Hoàng Hải Phong và bà Võ Thị Liễu với thửa đất số 1386, tờ giấy bản đồ số 2, diện tích 25.491 m2 tại thôn Xuân Ngọc 2, xã Tam Anh Nam, huyện Núi Thành, Quảng Nam. Trong vụ việc này, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Núi Thành và Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Nam là đối tượng bị kiện. Ngày 3 tháng 4, Tòa án Nhân dân tỉnh Quảng Nam mở phiên tòa xét xử sơ thẩm. Chủ tọa phiên tòa là bà Lê Thị Anh Đào. Sau khi nghiên cứu các tài liệu chứng cứ có trong hồ sơ vụ án đã được thẩm tra tại phiên tòa và căn cứ vào kết quả tranh luận tại phiên tòa, ý kiến của đại diện Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Quảng Nam, hội đồng xét xử tuyên chấp nhận toàn bộ yêu cầu khởi kiện của ông Hoàng Thế Việt. Hội đồng xét xử tuyên hủy công văn của Ủy ban Nhân dân huyện Núi Thành, hủy quyết định của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Núi Thành và Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Nam về việc giải quyết khiếu nại của ông Hoàng Thế Việt, buộc Ủy ban Nhân dân huyện Núi Thành thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với thửa đất số 1386 trên tờ bản đồ số 2, diện tích 25.491 m2 tại thôn Xuân Ngọc 2, xã Tam Anh Nam, huyện Núi Thành. Trong đơn kháng cáo, ông Hồ Quang Biểu, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Nam cho rằng việc hội đồng xét xử sơ thẩm tuyên chấp nhận toàn bộ nội dung yêu cầu khởi kiện của ông Hoàng Thế Việt, trong đó có nội dung hủy quyết định của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Nam là không đảm bảo quy định của pháp luật. Ngoài ra, hiện nay thửa đất số 1386 tờ bản đồ số 2, diện tích 25.491 m2 mà ông Hoàng Thế Việt đang khiếu kiện nằm trong phạm vi ảnh hưởng khi thực hiện dự án đầu tư xây dựng kinh doanh cơ sở hạ tầng khu công nghiệp Thaco Chu Lai giai đoạn 2, 322 ha. Ủy ban Nhân dân huyện Núi Thành đã ban hành thông báo về việc thu hồi đất để thực hiện dự án. Theo Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Nam, việc hội đồng xét xử sơ thẩm tuyên chấp nhận toàn bộ nội dung yêu cầu khởi kiện của ông Hoàng Thế Việt, trong đó có nội dung buộc Ủy ban Nhân dân huyện Núi Thành thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số BH595616 ngày 31 tháng 12 năm 2010 cấp cho ông Hoàng Hải Phong và bà Võ Thị Liễu đối với thửa đất số 1386, tờ bản đồ số 2, diện tích 25.491 m2, thôn Xuân Ngọc, xã Tam Anh Nam, huyện Núi Thành, gây phức tạp tình hình, ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện dự án. Do đó, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Nam kháng cáo đối với vụ án hành chính sơ thẩm do ông Hoàng Thế Việt khởi kiện. Trên đây là những vụ kiện cả quan chức nổi tiếng nhất Việt Nam. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Nếu thấy hay, hãy subscribe, like và share ủng hộ OVBiz. Xin chào và hẹn gặp lại!